Xin chào các bác nhá. Hôm nay em lại về cho các bác một mẫu Kia Cerato sản xuất 2010 các bác nhé, 1.6 số tự động. Và chiếc này bên em đang chào bán loanh quanh 300 triệu đồng thôi. Các bác đã sở hữu được một mẫu xe nhập khẩu số tự động 1.6 nhé các bác nhé. Xe chạy cực sướng, cực đằm, cực lướt. Đấy, chỉ loanh quanh 300 triệu đồng thôi. Quý các bác anh chị đã sở hữu được một chiếc Kia Cerato sản xuất 2010 phiên bản số tự động màu bạc. Xe được trang bị 4 vành phay, 4 phanh ABS, 4 bánh các bác nhé. Xe chạy cực lành, cực êm. Form xe thì là cực đẹp các bác nhé. Đấy, giá tiền thì chỉ loanh quanh 300 triệu đồng thôi, các bác đã sở hữu được một mẫu số tự động cực lành, cực chất. Đấy. Sang bên phần đuôi xe thì xe được trang bị 4 mắt cảm biến lùi này và camera lùi các bác nhé. Đèn hậu hai bên còn khá là trong này. Nguyên bản theo xe thì các bác nhìn biết ngay đèn rất là trong. Nói chung là loanh quanh 300 triệu đồng thì các bác không mua được xe nào hơn dòng này các bác nhé. Số tự động xong này nhập khẩu. Đấy, xe thì cửa đóng thì phập. Bốn lốp còn khá là dày các bác nhé. Bốn lốp còn khá là dày. Đấy. Xe là bác chủ độ vành đúc là khá là đẹp rồi. Bước vào khoang nội thất thì chiếc này thì nội thất màu đen rất là sang trọng này. Ghế da nguyên bản theo xe các bác nhé. Ghế da nguyên bản theo xe còn khá là ok. Để tâm lý cánh cửa bên lái này, phần nhựa này còn khá là đẹp. Tất cả các phím bấm còn rất là nét các bác nhé. Đấy, keo chỉ cánh lái này, em quay qua một cánh cho các bác xem qua cánh lái. Keo chỉ nguyên zin này, các bác nhìn là biết rồi. Còn bốn cánh là cam kết với quý các bác anh chị là keo chỉ nguyên zin các bác nhé. Cam kết với quý các bác anh chị như vậy. Ốc tai cánh cửa chưa hề có vết vặn các bác nhé. Trước này thì chạy cực đầm các bác nhé. Xe nhập khẩu nó chạy cực đầm luôn. Tâm đi cánh cửa đằng sau bên phụ này còn khá là ok. Đấy. Xe được trang bị cửa lóc này, trần thì nguyên bản theo xe khá là ok. Ghế da nguyên bản theo xe các bác nhé. Ghế da nguyên bản theo xe này còn rất là căng mõng. Đấy, loanh quanh 300 triệu đồng thôi, các bác đã sở hữu được một mẫu xe nhập khẩu số tự động và sau đây em xin quay vào phần khoang máy cho các bác xem qua nhé. Em quay lướt qua cho các bác xem qua. Còn cam kết với quý các bác anh chị là keo chỉ cột kèo là nguyên zin rồi. Chiếc này thì máy zin thì hơi khó các bác nhé. Đây là khoang máy chiếc Kia Cerato sản xuất 2010. Đây, em quay phần ốc mặt máy cho các bác xem nhé. Đây, ốc mặt máy còn vẫn còn zin này, chưa ra, mặt máy còn chưa ra các bác nhé.
các bác nào muốn chốt chiếc xe này thì liên lạc trực tiếp về số điện thoại 0979 979 111 nhé. Em sẽ chốt cho các bác cái giá tốt nhất, giá yêu nhất nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem thì xin chào các bác.